tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tinh thần, ở cạnh bên ngay mình thôi. Giữa mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn, dẫu đôi khi ta giận hờn. Hiểu lầm nhau cho nhau biết bao lần ăn trăm. Bà con xa cũng bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù từ cùng một nơi sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng láng giềng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù từ cùng một nơi sinh ra, nhưng tối lửa tắt đèn có đâu xa. Ủa nãy giờ mà bà đi đâu mà không thấy bà ai trời? Con ghê cái gì trời ơi, nay bà Năm coi tạp chí người lớn luôn. Trời, tưởng mày khen tao đẹp. Người lớn về bộ tao nít ra sao không cho coi người lớn. Hay quá. Chứ tại con thấy cái hình ở biển ngoài này nè, nó đấy, sexy quá nè, con sexy. Tưởng sexy cái gì đâu mà sexy, người ta đẹp muốn chết vậy đây nè. Bà Năm đang coi nè, cái cách người ta dạy trang điểm nè, thấy không? Đó, làm cho nó tự nhiên nè. Ta làm gì mà nó nói bà Năm cho con coi với, con thích mấy cái vụ trang điểm này lắm, cho con coi với. Thấy chưa, thấy cái tóc nó không? Đó, nó lượn qua như vậy nè. Trời, thấy chưa, thấy cái môi của nó mộng như nè. Cái màu son này nó tự nhiên, dễ thương dễ sợ luôn. Thôi cô ơi, gì mà đẹp cái gì đây nè, nè môi này là môi bơm nè. Ừ, cái người cái môi thì chà bá, mà cái người ốm tông ốm teo. Trời ơi, Năm nhìn cái này cái Năm nhớ hồi xưa, cái thời mà Năm còn xuân sắc á. Trời ơi, thì Năm thời xuân sắc thì chắc đẹp, tại vì bây giờ bà Năm đã đẹp mặn mà vậy rồi. Nhưng mà nhìn đi xấu lắm, có đẹp tin con đi. Xấu nhìn xấu. Người là hay lắm, người ta điện nước đầy đủ vậy mà là xấu chỗ nào? Đầy đủ cái gì, ta nói nước cúp rồi kìa. Đó, thấy chưa, điện nước không có mà làm người mẫu cái gì? Người ta nói nước chung cư cúp. Ủa? Trời đất ơi, hai người này tính bơ rồi, đây không chịu dự trữ nước gì hết trơn vậy. Ủa cô Vân, cô có nói lộn không? Chứ làm gì có chuyện cúp nước. Chắc cô rảnh quá ha. Tôi từ trên nhà tôi tầng chính tôi xách nước xuống dưới này luôn. Nhưng mà coi lại coi, kêu thợ nó coi cái đường về ống nước coi sao. Chứ đó giờ mình bao giờ cúp nước đâu. Năm ơi, Năm giỏi quá à. Gì Năm cũng biết hết trơn ha. Mà không biết coi bản thông báo nè, để đây từ sáng tới giờ vô không chịu để ý gì hết trơn á. Thấy chưa, chết chà, cúp nước toàn chung cư lý do đột xuất sửa chữa bồn chứa nước. Trời ơi, cúp nước rồi bây giờ làm sao? Giờ cái gì chạy lên tới chứa đi, giọt nào hay đi, giọt đi, đi mà Năm ơi, đi. Cái gì vậy? Con cho con hai chung hai xô nước. Ủa, xô để con gội đầu, một xô để con tắm. Ủa, sao nước nhà mày mà không xài xuống này xin? Trời ơi, con đang tắm này tự nhiên hết nước luôn, không có nước một giọt nào cả hết á. Đó, hai người thấy chưa? Thấy rồi. Thấy mà ghê. Ghê gì mà ghê? Con có dùng nè. Năm tránh ra cho em đi, tự nhiên cản đường ta vậy. Cái xô đem đâu hả? Thì ra tưới cây, tưới đi hồi nó chết giờ. Trời ơi, cái cây có chút xíu cần gì cái xô bự dữ vậy. Nói nghe nè, cho Năm cái xô đi. Không được Năm ơi. Hả? Cái nước này em sử dụng qua rồi, em mới rửa ly nó dơ lắm. Không sao hết á, biết là cái nước không có sạch. Nhưng mà Năm rửa sơ cái dầu mỡ nè, xong rồi cái nước sau đó mình mua nước suối mình rửa lại. Vậy hả? Bởi vậy bây giờ nước như vàng vậy phải không Năm? Bởi vậy như vàng luôn á. Thôi được rồi, em hy sinh cái cây của em cho Năm này nè. Trời ơi, cảm ơn nhiều nghe. Rồi. Cô Vân ơi, cô Vân. Cái gì? Nhà cô Vân còn nước không, cho con xin xô con về con rửa chén, nguyên đống chén đống ly ở nhà chưa rửa nữa. Cái này của tôi nha. Cho con xin xô thôi. Cô Vân không có nước, rất là hiếm con biết không. Bây giờ cô Vân cho con nước rửa ly của cô cũng được nữa. À, cũng có đó nhưng mà dạ mới cho đây rồi. Xong hết rồi bà Năm. Hả? Bà Năm cho con bà Năm cho con nửa xô đi ha bà Năm. Có nửa xô cho con nửa đâu còn gì đâu. Vậy cho con phân nửa của cái nửa xô đó đi bà Năm. Phân con đang nghĩ bà Năm luôn á, nhiều kén quá à. Cái gì nữa cô Vân ơi? Cái gì cô cho xô nước. Xô nước cô không có nước. Nãy còn chút nước rửa ly thì
cho bả luôn rồi. Bà Năm á? Trời ơi, ôi, ôi. Dạ. Bà Năm hôm nay đẹp thế, mặc áo xinh đấy nhở. Trời ơi, còn trẻ nữa. Wow, đẹp đấy. Dạ, bà Năm, cho con xuống nước nha. Không có được. Ê, 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 xuống của tôi. Đây là cái xô nước của tôi chứ bộ. Xô nước này. Nhà tôi gần nhà bà Năm hơn, mà tôi thân với bà Năm nữa. Đây, xô này bà Năm cho tôi. Nhưng mà lúc nãy là tôi là người xin trước. Không, của tôi. Tôi xin trước là tôi của tôi. Xí. Cái xô này là của tôi mà. Dạ. Nhưng mà nãy bà Năm mà nói, bà Năm nắm nó cho con mà. Đâu có nói đâu. Nhưng mà bà Năm gần nhà con, con khen bà Năm đẹp lắm. Ừ đấy, cho con nhé. Nhưng mà không có cho được. Bà Năm, con, bà Năm cho con, cho con. Bà Năm, không có ai trừ cái số nước này của tôi. Thôi chia ba đi mấy má. Trời ơi, nãy hứa cho người ta rồi. Cô Vân, cái thằng con biết cái gì vậy con? Con à, thôi cô biết rồi. Cô sợ Google. Cô tìm hiểu ra những người mà đứng cái dáng như vậy là bệnh trĩ phải không con? Không phải chị, cô đừng giải thích, cho con đi nhờ nhà vệ sinh nha. Trời đất ơi, hôm nay nó mở hàng là may mắn lắm nha. Thằng này nó vui vẻ lắm. Con cảm ơn cô Vân. Nhờ cô Vân cái mà xả hết mình stress luôn á. Ê, nó nghe nè. Dạ. Hình như con quên cái gì phải không? Quên gì hả cô? Trả tiền. Tiền? Đi nhẹ 4K, còn đi nặng 8K. 4K lận. Con nghĩ đi, hồi nãy con có dội nước không? Trời ơi, có ạ. Hiện tại bây giờ chung cư mình cúp nước. Có một mình chỗ cô là có nước thôi. Đó, nước từ đâu? Nước cô mang từ trên nhà cô xuống đây. Mệt lắm con. Cho nên á, cô phải lấy 4K để bù lại chi phí của mình. Cô ơi, đắt hơn nhà của vệ sinh công cộng đấy. Bây giờ nó tóm nhà cô trả không? Ừ thì trả thôi, cô ghi sổ đi. Trời đất ơi, thằng này uống nước nó cũng ghi sổ, bây giờ đi vệ sinh nó cũng ghi sổ nữa. No. Mọi người nhìn xem, đây, giá mới. Ủa? Sao kỳ vậy? 30K. 10 ngàn thôi chứ sao 30? Chị ơi, chung cư mình cúp nước hơn một ngày rồi chị. Đó, cho nên á, người ta hạn chế đi vệ sinh. Mà hạn chế đi vệ sinh là gì? Là người ta không uống nước. Hơn một ngày nay rồi, không có con ma nào vô trong cái quán của em uống nước hết trơn á. Cho nên em ế lắm chị. Mặt bằng này em thuê nè cũng mắc tiền lắm. Cho nên em kinh doanh bằng cách này, em phụ thu mọi người để mà bù lại cái chi phí của em, trang trải cái chi phí thuê mặt bằng của em, cho nên thông cảm đi nha. Nhưng mà cô ơi, không có nhân nhị gì trơn hết. Năm triệu không? 30K. Mua thì đi vô. Đó, đưa tiền đây, 30K. Mua 20 đó. Rồi đi vô đi. Mau lên đi, thời gian có hạn lắm. Con cũng mua. Ê, cái gì vậy? Nè, 30K là cái xô này. Còn cái xô này 50K. Tổng cộng 2 xô là 80K. Ủa sao kỳ vậy? Sao cô để đây là nước sạch 30K một xô, thì cái này 2 xô là 60 chứ. Trời đất ơi, nghĩ gì? Trời, cái này nè, nó bự gấp đôi lần cái này luôn. Đó, cái dung tích nước nó nhiều hơn thì nó phải giá nó phải hơn. Trời đất, bán kiểu đó mà lỗ. Cô buôn bán mà cô đông xô gì kỳ quá à, con mua đâu. Không mua thôi. Trời đất ơi. Năm ơi, xong chưa Năm? Đây. Ủa hả? Ủa Năm, cái này em không khuyến mãi Năm. Không khuyến mãi. Không phải, tại vì cái vòi nước nó bị rỉ á, cái mình đứng mình hứng quá rồi, nãy giờ đâu có như đây nè. Vòi nước rỉ hả? Cũng là trong hồ của người ta thôi. Cái hồ chứa nước thì cái vòi nước rỉ nữa ha. Cái nước đó trong hồ của người ta. Đó. Đúng rồi, nhưng mà thông cảm đi, cho người ta đem nhà người ta nuôi cá. Ê, trời ơi. Sao cúp điện rồi? Cá. Trời, đúng đúng rồi. Thông báo là ngày nay cúp điện nữa. Trời ơi. Ủa, nhỏ này sao chưa về đây còn đứng đây làm gì? Giờ không mua nước đâu xài. Cô bán cho con đi. 30, 50 là 80 phải không? Dạ. Bây giờ cúp điện rồi, tôi lên giá. Cái này 50, cái này 100. Hả? Ủa? Trời, nhưng mà cúp điện có liên quan gì tới nước đâu mà cô lên giá dữ vậy? Có liên quan, sao không liên quan? Bây giờ cúp điện rồi, thang máy không có hoạt động được. Bắt buộc tôi phải đi bộ. Nhà tôi
tuốt ra từng chích, thấy không? Tôi đi lên tôi đi xuống, trời đất mệt quá mà. Đó, cho nên bây giờ tôi phải chính tính thêm. Bây giờ tôi tính thêm chi phí nè, 150, chịu mua hay không? Trời ơi, hên quá, tôi mua trước rồi. 150 đó, cô lấy cho con đi. Tự nhiên đi cúp điện chi không biết nữa. Bởi vậy nó nói á, mình phải rút kinh nghiệm cái vụ mà coi bản thông báo á nha. Bây giờ bản thông báo họ ghi ở bãi xe cũng có nè, rồi ở dọc cầu thang cũng có nè, rồi Facebook và Viber mà mình không có chịu coi. Bởi vậy phải rút kinh nghiệm, chứ nếu không là cứ kiểu về hoài chắc chớt à. Con cũng vậy đó, mai mốt cũng rút kinh nghiệm, con đi đâu cũng đọc thông báo hết á. Bây giờ mất tiền rồi con mới biết là mình vô tâm quá. Mất tiền phải không? Dạ. Mất tiền phải không? Giờ nè, hết mất nè, tôi trả lại cho mọi người nè. Ủa sao vậy? 30 nè, 50 nè. Ủa sao vậy con? Ủa sao vậy? Tôi làm như vậy để cho mọi người hiểu được cái giá trị của bản thông báo của chung cư mình, để cho mọi người thường xuyên cập nhật cái bản thông báo vì một chung cư hiện đại. Hiểu chưa? Trời ơi, không ai dễ thương bằng dân hết trơn. Nè, mấy người nhìn xem đi, tôi có giống người thừa nước đục thả câu không? Tôi làm như vậy để cho mọi người cảnh giác, mấy người lo lắng, lo xa hơn, hiểu chưa? Yeah. Người nghèo khó như